Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Ngươi để cho vi đạo tràng mười phương phần bao hào quang sáng. Trương bảo tòa thân con anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy. Chia tâm đảnh lễ Nam Mô Tần không biến qua mà giới quá hiện vị lai chư phần tôn pháp hiền thánh tăng thượng trú tam bảo. Chia tâm đảnh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh di lặc tôn Phật. Linh Sơn hỏi thượng Phật Bồ Tát: Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Xong lên chư Phật trong ngoài đều nghe mây lành, mỗi chốn đường che chúng con ngưỡng vọng ngồi xe dân thường. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, thân Phật diệt tội chân ngôn ly bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni a đế ni ha ra đế tỳ lê nê đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta ba ha ly bà đế ba ni ba đế cầu ha cầu ha.
cần đế ta bà ha li bà li bà đề cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lệ nê đế ma nhà đế chân năng cần đế ta bà ha li bà li bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kim khó tìm cầu. Con nay nghe biết chuyên trí tụng, nguyện rõ chân như pháp đứng đầu. Nam mô chân biển tri mình.
minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư phật thế tôn. Nam mô Phổ Quang Phật. Nam mô Phổ Minh Phật. Nam mô Phổ Tịnh Phật. Nam mô Đa Ma La Bản Chiên Đàng Hương Phật. Nam mô Chiên Đàng Quang Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Nam mô Những Đại Tinh Tấn Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. Nam mô Huệ Cư Chiếu Phật. Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Giống Mạnh Phật. Nam mô Đại Bi Quang Phật. Nam mô Từ Lực Vương Phật. Nam mô Tự Tạng Phật. Nam mô Chiên Đàng Khúc Trang Nghiêm Thắng Phật. Nam mô Hiền Thiên Thủ Phật. Nam mô Thiện Ý Phật. Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Kim Hoa Quang Phật. Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nam Mô Bất Động Trí Quang Phật. Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. Nam Mô Tài Quang Minh Phật. Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật. Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật. Nam Mô Thiện Tịch Nguyện Âm Diệu Tôn Phật. Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật. Nam Mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật. Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. Nam Mô Sư Tử Hậu Tử Tại Lực Vương Phật. Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật. Nam Mô Thường Quang Tràng Phật. Nam Mô Quang Thế Đăng Phật. Nam Mô Huệ Oai Đăng Vương Phật. Nam Mô Pháp Thân Vương Phật. Nam Mô Tu Di Quang Phật. Nam Mô Tu Ma Na Hóa Quang Phật. Nam Mô Ưu Đàm Bát La Nam Mô Đại Huệ Lực Vương Phật. Nam Mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.
Nam mô Kim Hải Quang Phật. Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nam mô Đại Thông Quang Phật. Nam mô Những Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Nam mô Bảo Quang Phật. Nam mô Long Tôn Vương Phật. Nam mô Tịnh Tấn Quân Phật. Nam mô Tịnh Tấn Hỷ Phật. Nam mô Bảo Hoa Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Nam mô Hiện Vô Ngô Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Phật. Nam mô Vô Câu Phật. Nam mô Lì Câu Phật. Nam mô Giọng Thí Phật. Nam mô Thanh Tịnh Phật. Nam mô Thanh Tịnh Thế Phật. Nam mô Ta Lưu Na Phật. Nam mô Thủy Thiên Phật. Nam mô Kiền Đức Phật. Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Khúc Quang Phật. Nam mô Quang Đức Phật. Nam mô Vô Ưu Đức Phật. Nam mô Na La Diên Phật. Nam mô Công Đức Hoa
thần thông phần. Nam mô Tài Công Đức Phật. Phật. Nam mô Đức Niệm Phật. Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. Nam mô Thiện Du Bộ Phật. Nam mô Châu Trạm Trang Nghiêm Công Đức Phật. Nam mô Bảo Hoa Du Bộ. Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. Nam mô Phạm Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Như vậy 89 đức Phật ở khắp thế gian cả đức Thế Tôn thường trú trong đời này, các ngài sẽ thương nghĩ đến chúng con hoặc đời này hay đời trước của chúng con. Sự sanh tử từ vô thủy đến nay đã tạo điều tội lỗi, hoặc tự làm, hoặc báo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo đối với của chùa tháp của chúng tăng hay của chúng tăng trong bốn phương. Nếu mình lấy, hoặc báo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy, tùy hỷ về tội ngũ vô gián, hoặc mình làm, hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người làm vui lòng theo mười nghiệp bất thiện, hoặc mình tạo, hoặc báo người khác tạo, hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chướng đã làm, hoặc có che giấu, hoặc không che giấu, phải đọa vào địa ngục quỷ đói và súc sanh, cũng như các đường ha khác chốn biên địa, dòng hạ tiện những kẻ miệng lệ xa. Càng chỗ như thế, những tội chướng chúng con đã làm hôm nay đều thành tâm cuối xin sám mà hối. Giờ đây các đừng phòng Thế Tôn chứng biết cho chúng con thường nghĩ đến chúng con trước chư Phật Bồ Tát. Chúng con phải bộc bạch như vậy, hoặc đời này hay đời khác của chúng
con từng làm các việc bố thí hoằng giữ đường giới thanh tình nhận đến thì một vóc cơm cho các loài chúng sanh. Hoằng tu tình hạnh căn lành đã có thành tựu chúng sanh căn lành đã có tu hành bồ đề căn lành đã có và trí vô thượng căn lành đã có tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thái đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác như các đấng phật đời qua khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế các tôi đều sám hồi ca phước xin tùy và nhờ công đức thánh phật nguyện thành trí vô thường. Chư phần trong ba đời rất hơn kháng chúng sanh biển công đứng không lường con nay thành kính lại. Mười phương thế giới có công mà ba đời vạn loại cầu mong đại hùng mà con nay ba tất cả không trung môn lòng mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp trần ai mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi phận hằng xa đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh vô tận pháp giới tinh anh tiến sâu Phật pháp thanh danh xuất trần mỗi người tiếng vọng có phần phát ra thánh thoát tâm thần sáng trưng tương lai mỗi kiếp tôn xưng khen ngợi Phật đức các tầng rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn màu ai âm nhà ca vĩnh lòng hầu hướng bay trang nghiêm thành kính xưa nay con đem dân cung đức thầy Như Lai thương y có một phóng hai đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi cao như quả núi Tu Di thành tâm dân cung các vị Thế Tôn an. Con nay mở rộng tâm hồn tin Phật pháp trường tồn từ lâu phổ hiền nguyện lực rất sâu cúng dường cùng khắp nhiễm màu Như Lai. Xưa con tạo các nghiệp sai đều do ba đồng hòa tai nối liền từ thân miệng ý truyền miên giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ mười phương các loại đồng cư hữu học vô học tâm tư nhị thừa Như Lai Bồ Tát xa xưa tùy hỷ công cho vừa lòng ấy tin. Đèn tuệ thắm sáng cầu xin Bồ Đề thân
từ đức tin bắt đầu, chúng con kinh thỉnh nguyện cầu chuyến xe diệu pháp đạo màu đã ban. Chư Phật muốn nhập niên bàn, con xin kinh thỉnh vị hàng phàm ngu cứu trụ giáo hóa công phu chúng sanh lợi lạc đường tu. Cúng dường lễ tán đa phần, thánh phần trụ thế tâm chân độ đời. Tùy hỷ sám hối khắp nơi, chúng sanh phần đạo đồng thời in sâu. Xin đem công đức nhiệm màu, tăng ca hoàng chướng từ nay xin đều tiêu diệt, xin thay phép màu mỗi niệm trí tuệ làm đầu, chúng sanh đồ hết không cầu trả ơn. Không thế giới có trần nghiệp và phiền não đều quên hư không, bốn pháp như thế cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Đệ tử kính lại Phật Thích Ca Phật A Di Đà, thầm phượng chư Phật vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng đệ tử lâu đời lâu kiếp. Nghiệm chướng nặng nề tham dẫn kiêu căng suy mê lầm lạc, thề tránh điều dữ nguyên làm việc lành, ngứa trong ơn Phật từ bi gia hộ thân, không tật bệnh tâm không phiền não, hàng ngày an vui tu tập phép phần nhiệm màu tự tài, đặng cứu độ các bậc tôn trưởng cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Đệ tử vốn tạo các vòng sinh ra, đệ tử thấy
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Thế Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Thế Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Nam mô cầu Này thu tử cái có sẵn tướng nó chẳng khác với cái không tương cũng chẳng khác với cái sẵn mà sẵn tướng là không, không tướng là sẵn với thu tướng hành và tướng này nghĩa cũng là như thế. Này xa lời phóng cái không tương của các pháp này nó chẳng sanh chẳng diệt chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bớt thế nên trong chẳng không nó không có sẵn thù tướng hành và thân tánh chân không nó không có sáu căn. Nhậm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý và sao trần nhậm với sao căn là sắc thân hương vì xung pháp trong tánh chân không nó không có nhãn giới nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh cũng không luồng cái vô minh đã nhận đến nó chẳng có cái lao tử cũng không luôn cái lao tử đã hết trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệm đạo. Tánh chân không nó không cần tri cũng chẳng cần đăng gì bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát gọi đủ là Bồ Đề Tăng đó nương nơi trí bát nhã để xét soi mới đã qua bên ngàn giang kia vì nương bát nhã để quan chiếu nên tâm không quay ngài. Bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ xa lìa các điều điên đạo mộng thường rỗng rao qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đằng chánh giác đó là vì y nơi pháp bát nhã ba la mật đà đây nên biết rằng kinh bát nhã ba la mật đa đây thân là bài chú đại thần bài chú đại minh bài chú vô thượng và thân là bài chú vô đẳng đẳng vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chấm hằng không dối nên nói chú bát nhã ba la mật đa đây liền nói chú rằng yên đế ba la yết đế ba la la tăng yết đế bồ đề tăng bà yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà
duyên lành hồi hướng mau giác ngộ. Văn thù phổ hiền quán âm độ, các vị Bồ Tát nhiều vô số, đại trí bờ kia chư thiên hồn. Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện đặng trí tuệ thường tương hảo, nguyện bao tội chướng được sám trừ, kiếm kiếp thường theo ngôi tam bảo. Phục nguyện ấy chư Phật chứng minh vạn linh gia hộ hiện tiền đệ tử chúng con tề tự trước Phật đài, thành tâm lễ sám hối hồng danh để tiêu trừ các tội lỗi hoặc tiền phiền oan trái hoặc nhiều kiếp oán thân hoặc phạm giới cấm các điều sát hại những mạng chúng sanh thân ba nghiệp tội miệng bốn nghiệp ác và ý ba nghiệp xấu lầm tạo điều quay gây các tội lỗi. Ngưỡng mong oai thần chư Phật từ lực Bồ Tát Minh Huân gia hộ chúng con tội chướng tiêu trừ căn lành thêm lớn tiếng tu đạo nghiệp phước huệ trang nghiêm. Khắp nguyện âm siêu dường thái pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo. Nam mô đệ tử cầu sám ma hối bồ tát. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thế theo đạo ca phát lòng vô thường. Tự quy pháp mà xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn người để cho vi đạo tràng mười phương phần bao hào quang sáng ngời.
Tỳ lê nê đê ma ha dạ đê
năng Càn Đế Ta Bà Hàm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kim khó tìm cầu. Con nay nghe biết chuyên trí tụng, nguyện rõ chân như pháp đứng đầu. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đại Từ Đại Bi Thương Chúng Sanh, Đại Hỷ Đại Xã Cứu Hàm Thân, Tương Tô Chói Sáng Tự Trang Nghiêm. Chúng con thành tâm cung kính lạy. Nam mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư. Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Con nay phát tâm không về tư cầu phước báo trời người, thân văn duyên nhắc cho đến các vị Bồ Tát tiền thừa phát tâm Bồ Đề, nguyện cùng chúng sinh trong pháp giới một thời đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Quy Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhân Thiết Chư Phật. Nam mô Quy Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp. Nam mô Quy Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhân Thiết Hiện Thánh Tăng. Nam mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biển Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nam mô Phổ Quang Phật. Nam mô Phổ Minh Phật. Nam mô Phổ Tịnh Phật. Nam mô Đa Ma La Bản Chiên Đàng Hương
Nam mô Ma Ni Tràng Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Nam mô Những Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. Nam mô Huệ Cư Chiếu Phật. Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Giống Mạnh Phật. Nam mô Đại Bi Quang Phật. Nam mô Từ Lực Vương Phật. Nam mô Từ Tạng Phật. Nam mô Chiên Đàn Khúc Trang Nghiêm Thắng Phật. Nam mô Hiền Thiên Thủ Phật. Nam mô Thiện Ý Phật. Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Kim Hoa Quang Phật. Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nam mô Bất Động Trí Quang Phật. Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. Nam mô Tài Quang Minh Phật. Nam mô Trí Huệ Thắng Phật.
Phật. Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nam mô Huệ Tràng Thất Vương Phật. Nam mô Sư Tử Hậu Tử Tại Lực Vương Phật. Nam mô Diệu Âm Thắng Phật. Nam mô Thường Quang Tràng Phật. Nam mô Quang Thế Đăng Phật. Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật. Nam mô Pháp Thân Vương Phật. Nam mô Tu Di Quang Phật. Nam mô Tu Ma Na Hóa Quang Phật. Nam mô Ưu Đàm Bát La Phật. Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật. Nam mô A Súc Tề Hoan Hỷ Quang Phật. Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Nam mô Tài Quang Phật. Nam mô Kim Hải Quang Phật. Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nam mô Đại Thông Quang Phật. Nam mô Những Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Nam mô Bảo Quang Phật.
Nam mô Tịnh Tấn Quân Phật. Nam mô Tịnh Tấn Hỷ Phật. Nam mô Bảo Hoa Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Nam mô Hiện Vô Ngô Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Phật. Nam mô Bồ Câu Phật. Nam mô Lì Câu Phật. Nam mô Giọng Thí Phật. Nam mô Thanh Tịnh Phật. Nam mô Thanh Tịnh Thế Phật. Nam mô A Ta Lợi Na Phật. Nam mô Thủy Thiện Phật. Nam mô Kiền Đức Phật. Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. Nam mô Quang Đức Phật. Nam mô Vô Ưu Đức Phật. Nam mô Na La Diên Phật. Nam mô Công Đức Hoa Phật. Nam mô Liên Hoa Quang Vô Hỷ Thần Thông Phật. Nam mô Tài Công Đức Phật. Nam mô Đức Niệm Phật. Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. Nam mô Hồng Diễm Đế Tràng Vương Phật. Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. Nam mô Thiện Du Bộ
Phật. Nam mô Bảo Hoa Vũ Bồ Phật. Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. Nam mô Phạm Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Như vậy tám mươi chín đức Phật ở khắp thế gian cả đức Thế Tôn thường trú trong đời này, các ngài sẽ thương nghĩ đến chúng con hoặc đời này hay đời trước của chúng con. Sự sanh tử từ vô thủy đến nay đã tạo điều tội lỗi hoặc tự làm hoặc báo người làm hoặc thấy làm ác vui theo đối với của chùa tháp của chúng tăng hay của chúng tăng trong bốn phương, nếu mình lấy hoặc báo người khác lấy hoặc thấy người trộm lấy tùy hỷ về tội ngủ vô gián hoặc mình làm hoặc dạy người khác làm hoặc thấy người làm vui lòng theo mười nghiệp bất thiện hoặc mình tạo hoặc báo người khác tạo hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo những tội chương đã làm hoặc có che giấu hoặc không che giấu phải đọa vào địa ngục quỷ đói và súc sanh cũng như các đường ha khác chốn biên địa dòng hạ tiện những kẻ miệng lệ xa càng chỗ như thế những tội chướng chúng con đã làm hôm nay đều thành tâm cuối xin sám mà hối. Giờ đây các đừng phần Thế Tôn chừng biết cho chúng con thường nghĩ đến chúng con trước chư Phật Bồ Tát. Chúng con phải bộc bạch như vậy hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí hoằng giữ đường giới thanh tình nhận đến thì một vóc cơm cho các loài súng sanh hoằng tu tình hạnh căn lành đã có thành tựu chúng sanh căn lành đã có tu hạnh bồ đề căn lành đã có và trí vô thượng căn lành đã có tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thái đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác như các đức phật đời quá khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế các tôi đều sám hồi ca phước xin tùy hỷ và nhờ công đức thanh phật nguyện thành trí vô thường. Chư Phật trong ba đời rất hơn kháng chúng sanh biển công đức không lường con nay thành kính. Mười phương thế
không trung môn lòng mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài ở trong cõi phận hằng xa. Đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh, vô tận pháp giới tinh anh, tin sâu Phật pháp thanh danh xuất trần. Mỗi người tiếng vọng có phần, phát ra thánh thoát tâm thần sáng trưng, khen ngợi Phật đức các tình rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn hoài, âm nhà ca vĩnh lòng hầu hướng bay. Trang nghiêm thành kính xưa nay, con đem dâng cung đức thầy Như Thương y có một không hai, đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi. Cao như quả núi Tu Di, thành tâm dân cung các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm hồn, tin sâu Phật pháp trường tồn từ lâu. Sau cúng dường cùng khắp nhiễm màu Như Lai, xưa con tạo các nghiệp sai, đều do ba độc họa tai nối liền. Từ thân miệng ý triền miên, giờ đây mới biết lòng mười phương các loại đồng cư. Hữu học vô học tâm tư nhị thừa, Như Lai Bồ Tát xa xưa tùy hỷ công đức cho vừa lòng mây tin. Đèn tuệ thắp sáng cầu xin Bồ Đề thành tự đứng tin bắt đầu. Chúng con kinh thỉnh nguyện cầu, chuyến xe diệu pháp đạo màu đã ban. Chư Phật muốn nhập niên bàn, con xin kinh thỉnh vị hàng phàm ngu cứu trụ giáo hóa công phu. Chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần, cúng dường lễ tán đa phần, thánh phần trụ thế tâm chân độ đời. Chúng sanh phân đạo đồng thời in sâu. Xin đem công đức nhiệm màu, hướng về thượng giới Minh Châu hiền bày. Tánh tướng tam bảo tự rày, dung thông hai đế chờ ngày thành công. Phương đứng như nước biển đông, mà con nay hồi hướng môn lòng thanh cao. Thân cầu ý nghiệm lao trao, dứt trừ ngạ pháp công lao đức thầy.
tăng ca hoặc chướng từ nay xin đều tiêu diệt, xin thay phép màu mỗi niệm trí tuệ làm đầu. Chúng sanh đồ hết không cầu trả ơn, không thế giới có trần nghiệm và phiền não đều quên hư không. Bốn pháp như thế dung thông, nguyện nay hồi hương cõi lòng như ơi như. Cuối lại Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, cuối lại Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, cuối lại Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Đệ tử kính lại Đức Phật Thích điều giữ nguyên làm việc lành, ngứa trong ơn Phật từ bi gia hộ, năng không tật bệnh tâm không phiền não, hàng ngày an vui tu tập mà phép phân nhiệm màu tự tài, đặng cứu độ các bậc tôn trưởng cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Đệ tử vốn tạo căn vòng cầu sám hối Bồ Tát, Nam Mô 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 cầu sám hối Bồ Tát, tớ
Nguyện